Những ngày này, khắp nơi trên cả nước đang nô nức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa vào niềm vui chung đó, cựu chiến binh Mai Tuấn Sinh ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn cũng bồi hồi xúc động nhớ về những ký ức năm xưa. Buổi gặp gỡ giữa những cựu chiến binh của thị trấn Phát Diệm luôn sôi nổi, tràn đầy cảm xúc khi nhắc đến những ngày tháng lịch sử tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Cựu chiến binh Mai Tuấn Sinh với sức trẻ, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, tháng 12 năm 1972, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 46, quân khu 3. Sau một thời gian ngắn huấn luyện, ông cùng trung đoàn tham gia chiến đấu trên nước bạn Lào. Đến tháng 1 năm 1974, trung đoàn tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Với sức đột kích mạnh, cơ động cao, khả năng tác chiến quy mô lớn, trung đoàn tập trung chiến đấu giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Một trong những trận đánh ăn sâu vào ký ức của ông Sinh đó là trận đánh chiếm sân bay Hòa Bình, giải phóng Buôn Ma Thuột. Mặc dù chịu sự phản pháo, chống trả dữ dội của quân địch, song với tinh thần tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì miền Nam thân yêu, trung đội trưởng Mai Tuấn Sinh và đồng đội vẫn dũng cảm bám trận địa, đánh liên tục cả ngày lẫn đêm. Trung đội của ông đã khéo léo vận dụng, kết hợp những nguyên tắc sử dụng lực lượng và tác chiến của bộ binh cùng với các đơn vị của trung đoàn tạo nên sức mạnh tổng hợp, giành ưu thế hỏa lực tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột. Chúng tôi thấy là một cái ý chí chiến đấu, một cái quyết tâm chiến đấu với một cái khí thế như nước chảy như vậy để giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất sống nhất đất nước ấy, thì anh em một lòng một dạ từ cán bộ chỉ huy cho đến chiến sĩ là không sợ hy sinh, không sợ ác liệt và đều phải hỗ trợ và bắt đầu dần dần bắt được liên lạc để hiệp đồng chiến đấu và để mới có cái thành giải phóng được, đánh chiếm được cái sân bay Hòa Bình và cùng với cả lực lượng giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột. Sau nhiều năm chiến đấu và cống hiến cho quân đội, ông Sinh rời quân ngũ trở về quê hương. Với phẩm chất, cốt cách của người lính Cụ Hồ, ông tiếp tục đem sức lực, trí tuệ của mình cống hiến trên mặt trận mới. Là hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn, ông vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Khi về với đời thường rồi, thì mình phải có trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở địa phương. Cái thứ nhất là mình phải giữ gìn được cái phẩm chất trong sáng đấy. Thứ hai nữa là phải có trách nhiệm và tham gia cái gì có thể tham gia được để giúp cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, nhân dân xây lãnh đạo, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, rồi hay nhất là xây dựng cái hội cựu chiến binh để cho vững mạnh. 46 năm trôi qua, ông Mai Tuấn Sinh cũng như rất nhiều những cựu chiến binh khác đã từng đóng góp công sức, xương máu, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, vẫn đang tiếp tục góp sức mình vì sự đổi mới của quê hương, giúp thế hệ hôm nay vững tin vào tương lai, vững tin vào những việc làm có ích cho quê hương, cho dân tộc, cho đất nước.